Đây là trận chung kết hạng cân nam dưới 60kg, cuộc đối đầu không cân tài cân sức giữa đương kim vô địch thế giới Nguyễn Trần Duy Nhất và Bun Maga đến từ Nepal. Tay đấm chỉ mới làm quen với Muay Thái chưa được một tháng. Thông tin được tiết lộ từ chính ban huấn luyện, để động viên đội khách, nhà vô địch thế giới của chủ nhà sẽ duy trì trận đấu trọn 3 hiệp chứ không tìm cách hạ knock out đối thủ. Và kịch bản diễn ra đúng như vậy, dẫu duy trì thế trận một chiều nhưng Duy Nhất không tung ra hết sức mạnh và những đòn đánh sở trường của mình. Dù vậy, kịch bản cũng phải kết thúc vào giữa hiệp thi đấu thứ 3 bởi vì trọng tài buộc phải công nhận chiến thắng tuyệt đối cho Nhất do Bun Maga liên tục tìm cách bỏ chạy. Duy Nhất đoạt huy chương vàng, còn tay đấm Bun Maga cũng đi vào lịch sử môn võ mùi của Nepal với tư cách là võ sĩ đầu tiên đoạt huy chương châu Á. Đây có thể xem là trận đấu tiêu biểu cho một kết cuộc được báo trước từ giải đấu cấp châu lục này. Không phải ngẫu nhiên Maga được vào thẳng trận chung kết từ kết quả bốc thăm. Đó là dụng ý của những nhà tổ chức để chia huy chương cho các nước mới phát triển bộ môn này như Nepal, Ấn Độ, Malaysia và cả Myanmar, quốc gia sẽ đăng cai SEA Games 27 vào năm sau để mua sẽ được đưa vào chương trình thi đấu chính thức. Việt Nam đã trở thành cường quốc của môn Muay Thái. Các bạn không chỉ thể hiện tài năng trên sàn đấu mà cũng hết sức chuyên nghiệp trong công tác tổ chức. Tôi không ngạc nhiên với danh hiệu vô địch toàn đoàn của các bạn. Với lực lượng áp đảo, danh hiệu vô địch tuyệt đối của đoàn chủ nhà không có gì bất ngờ. Tuy nhiên, các võ sĩ Việt Nam hầu như chỉ học hỏi được qua những cuộc so găng trực tiếp trước các đối thủ đến từ Lào và Thái Lan, mà trong đó tiêu biểu là thất bại của Nguyễn Phú Long trước Tapan Niavong của Lào ở trận chung kết hạng cân dưới 54kg. Với những cú đấm chỏ tầm xa cùng những cú đá trận trước uy lực, kỹ chiến thuật của Tapan Niavong rất đáng để các huấn luyện viên Việt Nam suy ngẫm. Dẫu vậy, giải đấu này cũng đáng xem ở chỗ đây là lần cuối cùng cho phép các võ sĩ được sử dụng động tác cặp cổ lên gối. Điều luật sẽ bị hủy bỏ trong những giải đấu tương lai. Có nhiều ý kiến trái ngược trước câu hỏi của chúng tôi, lợi hay bất lợi với các võ sĩ Việt từ sự thay đổi này. So với giải đấu này là cái luật thay đổi là không cho chụp cổ, không chụp cổ đánh gối và có thể bỏ luôn cái đòn chỏ. Nói chung là không có lợi cho Việt Nam mình, tại Việt Nam đã quen cái lối đánh là chụp cổ đánh gối và chỏ. Riêng mà thay đổi luật mới thì đối với Việt Nam thì mình nghĩ sẽ là cái điều kiện tốt, tại vì đối với võ thuật Việt Nam thì trình độ kỹ thuật lên gối chỏ thì nó cũng không tốt lắm. Duy Nhất thì vui vẻ chấp nhận sự hòa nhập theo mọi điều luật của cuộc chơi. Hiện tại thì tụi em đã quen với lại cái nhịp độ quýnh Muay Thái mà kiểu cặp cổ lên gối. Khi mà đổi lực đó thì buộc ban huấn luyện cũng như là chuyên môn trong đội phải chỉ đạo tụi em sửa đổi cách tập luyện để thích nghi với lại cái luật mới. Một giải đấu kết thúc vui vẻ cả làng, chủ nhà đảm bảo danh hiệu vô địch toàn đoàn, các quốc gia mới phát triển đều có huy chương báo công. Thôi thì cứ xem đó là cách làm khôn ngoan của các nhà tổ chức để phong trào Muay Thái được phát triển rộng khắp bờ cõi Á Châu.